Này dưa của người đồng bào to lắm. Rồi sẽ hái đem về thôi. Cái này bị đột biến nha các bạn. Đây là cũng cũng chưa to lắm. Thôi hãy đợi đi. Bình bình thường thôi. Đã tè về từ này. Thank you.
nay đi thăm vườn nha các bạn. Cũng khá lâu rồi không vô vườn. Cái cối rậm rạp, có vẻ cỏ cũng tương đối tốt. Đây là dưa leo trồng trước mùa mưa. Đây là thành quả chín hết rồi các bạn ơi. Này dưa của người đồng bào to lắm. Rồi sẽ hái đem về thôi. Khoan tí. Cái này bị đột biến nha các bạn. Cái này chắc không gì đâu. Chết rồi. Để làm giống, để làm giống không? Cũng còn rất nhiều trái non nha các bạn. Trái này chắc cỡ tầm hơn 2 tuần nữa là chúng ta sẽ có được trái to và có thể hái tiếp. Tình hình cỏ này có vẻ căng quá. Chắc 2-3 ngày sau chắc không đi phát thôi. Đây có cây ổi vậy. Thơm ngon. Cà phê năm nay thì cũng tương đối trái các bạn. Tiếp theo đây là khu vực khác trồng dưa leo. Ở đây như có vẻ là không có trái. Đang ra hoa. Rồi mưa to quá nó dập hết rồi. Wow, cái to lắm, thôi hãy đợi đi. Bình thường.
cứ đếm thế này. Tiếp tục. Ôi, nhỏ quá. Pin đấy. Còn đâu? Cái gì vậy? Pin thật. Ôi, cái này còn nhỏ. Thôi để buổi sau hái đi. Tội nghiệp lắm. Đây là những cái bơ trồng được hơn đường ống nước là tưới từ đầu mùa tới giờ để nguyên trong vườn. Hơi nhầm gru thầm. Này 034 các bạn, người ta ăn từ đời nào rồi mình trồng chơi chơi đây. Đây là già rồi nha các bạn. Chết rồi. Trồng thay thế cây phải còn này. Trồng được hơn 2 tháng rồi. Mình ngập xuống bước đất.
Yeah.
chưa mới làm. Có thể nhìn đi.